chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Thì tôi là tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng, trưởng khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong thời gian gần đây thì bản thân tôi thì gặp rất là nhiều bệnh nhân, họ rất là nhiều những cái băn khoăn về bệnh trào ngược dạ dày thực quản, cũng như trên cái website của Bệnh viện Nhân dân 115, cũng như là website của chương trình Alo Bác sĩ, chúng tôi nhận được nhiều những cái câu hỏi, những cái thắc mắc xung quanh vấn đề trào ngược dạ dày thực quản. Và đặc biệt thì chúng ta cũng vừa trải qua một cái thời gian dài chúng ta giãn cách vì cái tình vì dịch, và trong thời gian này không hiểu sao thì cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản ở bệnh nhân nhiều hơn, và nhiều người lại càng có những cái câu hỏi thắc mắc nhiều hơn. Chính vì vậy thì hôm nay với mong muốn để chuyển tải đến quý vị khán giả những cái thông tin về bệnh trào ngược dạ dày thực quản, thì chúng tôi xin được phép trả lời những cái câu hỏi mà khán giả đã gửi đến cho chương trình với chủ đề vì sao trào ngược dạ dày thực quản lâu khỏi mà lại nhanh tái phát. Thưa quý vị, thì chúng ta thấy rằng thì như vậy thì đầu tiên muốn biết là nếu mà chúng ta cũng thắc mắc tại sao mà có bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược thực quản là gì, và cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản là một bệnh riêng lẻ hay là nó là sự kết hợp, là biến chứng của những cái bệnh lý khác. Thì thật ra trào ngược dạ dày thực quản là một cái chúng ta nghe cái từ là chúng ta hiểu, chúng ta mường tượng rằng khi mà con đường ăn uống, con đường thực phẩm của chúng ta, khi mà chúng ta ăn vào thì từ trên thực quản nó sẽ đi xuống dạ dày. Và như vậy thì cái trào ngược dạ dày thực quản là nó đi theo con đường ngược lại, và như vậy nó sẽ gây ra một số những cái triệu chứng khó chịu và dẫn đến một vài những cái hệ lụy của nó. Thì bình thường chúng ta vẫn có thể bị trào ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên thì trong một giờ thì chúng ta thì cái số lần trào ngược dạ dày thực quản, gọi là trào ngược dạ dày thực quản sinh lý, thì nó khoảng chừng 2 đến 3 lần thôi. Nhưng trong trường hợp bệnh lý thì trong một giờ có thể là trào ngược dạ dày thực quản nó lên đến 7-8 lần. Như vậy sinh ra cái tình trạng trào ngược. Như vậy trào ngược dạ dày thực quản, bệnh lý khi những cái chất từ dạ dày nó đưa lên thực quản và nó nhiều, số lần nó nhiều, và khoảng chừng 7-8 lần trong một giờ. Và như vậy trào ngược dạ dày thực quản có thể đơn thuần là một cái trào ngược dạ dày thực quản thôi. Có thể là bệnh lý của một cái trào ngược dạ dày thực quản kết hợp với những cái tổn thương của những cơ quan khác, mà một cơ quan mà chúng ta thường gặp nhất là ở dạ dày tá tràng. Như vậy thì nôm na là trào ngược dạ dày thực quản là một cái tình trạng trào ngược những cái chất, những cái dịch từ dạ dày lên thực quản, và nó gây ra những cái triệu chứng của nó. Vậy thì cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì nó xảy ra như thế nào? Thì đa phần thì bệnh nhân đến với tôi rất là nhiều triệu chứng, và bệnh nhân có những cái bệnh nhân đến vì những cái triệu chứng rõ ràng của trào ngược dạ dày thực quản, như là bệnh nhân nóng rát ở vùng trước ngực, hoặc là bệnh nhân trớ lên, hoặc là đau rát ở vùng trước ngực, vùng thượng vị. Tuy nhiên thì quý vị biết cũng biết rằng thì trong 10 ca trào ngược dạ dày thực quản, chỉ có 2 ca là có những cái triệu chứng điển hình của trào ngược dạ dày thực quản, còn lại 8 ca thì lại có những cái triệu chứng không điển hình, mà người ta lại gọi là những cái triệu chứng ngoài thực quản. Ví dụ như là các bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản trước đây lại đi khám của rất nhiều chuyên khoa khác nhau, như là bệnh nhân hay đi khám ở tai mũi họng do cái biểu hiện của cái tình trạng những cái tổn thương ở tai mũi họng, như là bệnh nhân hay bị khàn tiếng, bị ho, bị khịch khạc ở họng. Một số trường hợp thì quý vị thấy bệnh nhân thì hay có cái biểu hiện đó, là cũng có thể là một trong những cái triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản. Hoặc là một số em bé thì nó có cái tình trạng là viêm mũi, viêm họng, viêm tai giữa, cũng có thể là biểu hiện của trào ngược dạ dày thực quản. Hoặc là những cái biểu hiện như là hôi miệng, biểu hiện của tình trạng hư răng, cũng là biểu hiện của trào ngược dạ dày thực quản. Và một cái bệnh cảnh đặc biệt nữa mà làm cho những cái bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản vô cùng lo lắng là cái tình trạng đau ở ngực. Và cái tình trạng đau ở ngực thì đôi khi chúng ta lo lắng là có phải tôi bị bệnh lý tim mạch hay không, có phải tôi bị thiếu máu cơ tim hay không. Thì chính là vì những cái triệu chứng này bệnh nhân lo lắng, và bệnh nhân sẽ đi khám ở nhiều chuyên khoa khác nhau. Và trào ngược dạ dày thực quản thì bệnh nhân có thể đến chuyên khoa tiêu hóa, có thể đến chuyên khoa tai mũi họng, có thể đến chuyên khoa hô hấp, có thể đến chuyên khoa tim mạch. Như vậy thì cái biểu hiện của trào ngược dạ dày thực quản rất là đa dạng. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể nghĩ được
chúng ta bị trào ngược dạ dày thực quản thì là một cái vấn đề mà chắc chắn rằng các bạn đọc ở đây rất là quan tâm. Thì để chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản á, thì cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán là chúng ta đo cái áp lực của đo cái pH của trong lòng thực quản. Nhưng mà đây là một cái khảo sát tương đối là khó thực hiện và không có phổ biến, hiện tại thì không có phổ biến ở nước ta. Chính vì vậy cái để chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản thường là chúng ta dựa vào những cái triệu chứng của bệnh nhân, như là bệnh nhân có những cái triệu chứng điển hình nè của là trào ngược thực quản, như là bệnh nhân là ở nóng, bệnh nhân trớ, hoặc là những cái triệu chứng khác như là bệnh nhân có tình trạng ở hơi, có tình trạng đau ở vùng thượng vị, hoặc là những cái biểu hiện của ngoài thực quản như bác sĩ cũng vừa mới nói, thì 20% biểu hiện ở tại thực quản nhưng mà đến 80% biểu hiện ngoài thực quản, như là bệnh nhân có triệu chứng ho kéo dài, có triệu chứng khịt khạc, có triệu chứng khàn tiếng, đau họng, hoặc là một số biểu hiện bằng một cái viêm thanh quản, viêm phế quản, rồi viêm tai giữa, viêm xoang và biểu hiện bằng một cái cơn đau ngực vân vân. Thì như vậy thì khi mà bệnh nhân đến với những cái triệu chứng như vậy thì thường bác sĩ sẽ có những cái test để mà chẩn đoán xem bệnh nhân này có trào ngược dạ dày thực quản hay không, như là cái test Q nè, hoặc là một số những cái test chẩn đoán khác. Và trong một số trường hợp thì bệnh nhân loại trừ những cái yếu tố nguy hiểm, những cái dấu hiệu mà cảnh báo, thì thường bệnh nhân sẽ được điều trị thử để mà vừa chẩn đoán và vừa cũng là một cái phương pháp điều trị trào ngược dạ dày thực quản. Chính vì vậy đôi khi á, những cái bệnh nhân đến đến với bác sĩ á, thì bệnh nhân cứ nói bác sĩ ơi, em có bị trào ngược dạ dày thực quản hay không, thì em có cần nội soi hay không. Thì ở đây thì chúng ta cũng biết rằng cái sự trào ngược của những cái dịch, của những cái thức ăn từ dạ dày lên thực quản, thì nếu như mà nó không gây ra các biến chứng thì cái nội soi chúng ta không để chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản. Thì như vậy trong trường hợp nào trào ngược dạ dày thực quản bác sĩ sẽ chỉ định nội soi? Trường hợp thứ nhất là những cái triệu chứng nó không điển hình và chúng ta nội soi để loại trừ những cái bệnh lý khác, hoặc để chẩn đoán xác định một cái những cái bệnh lý khác, những cái tổn thương ở dạ dày, tá tràng hoặc là những cái tổn thương khác. Thứ hai là những cái trào ngược dạ dày thực quản mà có những cái triệu chứng báo động nguy hiểm mà nghi cơ là có thể dẫn đến những cái biến chứng của trào ngược dạ dày thực quản, thì chúng ta nội soi để mà chẩn đoán biến chứng của trào ngược dạ dày thực quản. Hoặc là trong một trường số trường hợp trào ngược dạ dày thực quản mà điều trị khó, điều trị thất bại, hoặc là điều trị bệnh nhân tái phát nhiều lần, thì lúc này thì chúng ta mới có chỉ định nội soi để mà chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản. Như vậy thì bệnh nhân thì chắc chắn rằng thì sẽ có một cái câu hỏi rằng như vậy thì những cái trường hợp nào mà em phải đến khám để mà chẩn đoán xác định trào ngược dạ dày thực quản. Như vậy thì chúng ta lưu ý những cái triệu chứng như sau. Thứ nhất là bệnh nhân có triệu chứng điển hình của trào ngược dạ dày thực quản gồm có trớ và ở nóng. Là kẻ hoặc là bệnh nhân có những cái triệu chứng khác như là đau thượng vị hoặc là nôn ói. Ở trẻ em á, thì nó có hay có tình trạng nôn ói, hoặc ở trẻ em thì cái triệu chứng nó cũng rất là đa dạng. Đôi khi những cái triệu chứng ở trẻ em chúng ta thấy á, thì khàn tiếng hoặc là đau họng thường xuyên, hoặc là một số trường hợp á, là trẻ em nó sợ uống nước. Khi mà uống nước thì nó lại rất là sợ, thì đó cũng có thể là một cái biểu hiện của trào ngược dạ dày thực quản. Cái thứ hai là chúng ta quan trọng, điều quan trọng là chúng ta phải lưu ý những dấu hiệu cảnh báo. Nếu bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản mà có những dấu hiệu cảnh báo thì phải đến khám bác sĩ để bác sĩ có thể có những cái hướng chẩn đoán và có thể có chỉ định nội soi để mà một cái chẩn đoán vừa để chẩn đoán xác định mà vừa có thể chẩn đoán những cái biến chứng của trào ngược dạ dày thực quản. Thì những cái dấu hiệu cảnh báo của trào ngược dạ dày thực quản là cái gì? Thường là bệnh nhân có những dấu hiệu như thứ nhất nè, nếu bệnh nhân có những cái triệu chứng của trào ngược mà bệnh nhân có kèm theo sụt ký, tự nhiên gần đây thì thấy sụt ký nhiều, thì đây là một cái triệu chứng báo động. Thứ hai là có biểu hiện của một cái tình trạng thiếu máu, thì có thể những cái biểu hiện của thiếu máu như là chóng mặt hay mệt, vân vân, thì đó là cũng là những cái triệu chứng báo động. Hoặc là nuốt nghẹn, nuốt khó, sợ nước, hoặc là những cái biểu hiện của đường hô hấp như là ho kéo dài, khàn tiếng kéo dài, vân vân, thì đó là những cái triệu chứng gọi là triệu chứng cảnh báo mà phải đến khám và phải được bác sĩ chỉ định một số những cái phương pháp cận lâm sàng để vừa chẩn đoán đây có phải là trào ngược hay không, và trào ngược này đã có biến chứng gì chưa.
Như mà bác sĩ cũng vừa nói thì đôi khi những cái bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản mà họ cũng đi đến rất là nhiều chuyên khoa, bởi vì họ không có biểu hiện ở đường tiêu hóa mà họ lại biểu hiện ở những cái triệu chứng khác như là thường xuyên bị viêm họng, thường xuyên bị khàn tiếng. Thì đôi khi đặc biệt là những cái nghề như là phải sử dụng tiếng nói nhiều như là các MC nè, các thầy cô giáo nè, thì lại hay đi khám ở các vùng tai mũi họng tại thường xuyên bị khàn tiếng, và đôi khi cứ điều trị đi điều trị lại mà không giảm, cho đến một cái ngày đẹp trời nào đó thì được chẩn đoán là trào ngược dạ dày thực quản, được điều trị thì cái triệu chứng nó thuyên giảm đi rất nhiều. Thì đó thì cũng lưu ý những cái trường hợp mà bệnh nhân có triệu chứng của ngoài đường tiêu hóa mà kéo dài thì nguy cơ là có thể có trào ngược, thì lúc này thì nên được chẩn đoán để mà xác định. Một câu hỏi nữa thì có một bạn đọc hỏi bác sĩ rằng á, thì nếu như mà viêm họng lâu ngày và mà có thể là có triệu chứng của trào ngược thì nên khám ở chuyên khoa nào, chuyên khoa tai mũi họng hay là chuyên khoa tiêu hóa? Thì thật ra thì bác sĩ chúng tôi á, thì luôn có sự phối hợp chặt chẽ với nhau. Thì đôi khi những cái bệnh nhân có triệu chứng của đường của viêm họng của đường tai mũi họng, nhưng khi mà bác sĩ khám thăm khám hoặc là nội soi vùng tai mũi họng có những dấu hiệu nghi ngờ đây là cái triệu chứng của trào ngược, thì thường là chúng tôi phối hợp với nhau để mà điều trị cho một bệnh nhân một cách hiệu quả nhất. Hoặc là khi mà bệnh nhân đến với chuyên khoa tiêu hóa và chúng tôi điều trị và chúng tôi cảm thấy là bên cạnh cái trào ngược thì nó đã gây những cái triệu chứng của viêm họng phù nề cái vùng họng, hoặc là có những cái hạt nó thành sâu họng, hoặc có cái tình trạng tiết dịch, thì chúng ta thôi thường phối hợp với bác sĩ tai mũi họng để bệnh nhân được điều trị một cách hiệu quả nhất. Cho nên là các quý vị cũng đừng quá lo lắng là mình phải đến chuyên khoa nào, bắt buộc phải đến chuyên khoa tiêu hóa hay là mình đến một cái chuyên khoa nào khác. Một câu hỏi cũng rất là thời sự là khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra thì mang theo bao nhiêu nỗi lo toan đối với mọi người, thì cái trào ngược dạ dày thực quản nó lại nhiều lên. Thì như lúc đầu tôi nói rồi, thì cái trào ngược dạ dày thực quản thì nó có liên quan đến vấn đề mà tâm lý hay không, tại sao bị trào ngược dạ dày thực quản. Thì chúng ta quay lại về cái cơ chế của bệnh trào ngược dạ dày thực quản một chút. Thì tại sao bị trào ngược dạ dày thực quản là nó có những cái yếu tố, những cái cơ chế dẫn đến trào ngược. Cái cơ chế thứ nhất là nó do cái cơ vòng dưới thực quản. Chúng ta biết rằng giữa dạ dày và thực quản là có một cái cơ và nó ngăn cho sự trào ngược trở lại từ dạ dày về thực quản. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì có rối loạn vận động của cái cơ vòng dưới thực quản sẽ gây ra trào ngược dạ dày thực quản. Đây là một cơ chế dẫn đến trào ngược dạ dày thực quản. Và kèm theo là một số những cái cơ chế khác, ví dụ như là cái hoạt động của thực quản, như là cái vận động của thực quản cũng như cái sự tiết dịch của thực quản, và cái sự nó cũng là góp phần gây nên cái trào ngược dạ dày thực quản. Cái yếu tố thứ ba, cái cơ chế thứ ba gây ra trào ngược dạ dày thực quản là ở dạ dày. Cái tình trạng mà làm chậm chậm làm trống dạ dày nó căng đầy, thì chúng ta cứ hiểu mường tượng giống như là một cái bình, một cái túi mà nó căng quá thì nó sẽ trào ra bên ngoài. Thì cũng như vậy, trong trường hợp mà vì lý do nào đó cái dạ dày nó căng đầy, nó tăng lên áp lực lên thì nó sẽ gây ra tình trạng trào ngược. Thì đó là ba cái lý do về vấn đề cơ học về sinh lý. Tuy nhiên thì còn cái yếu tố thứ tư thì người ta gọi là yếu tố thuận lợi gây trào ngược dạ dày thực quản. Thì các yếu tố thuận lợi gây trào ngược dạ dày thực quản là gì? Thì chúng ta thấy trào ngược dạ dày thực quản thứ nhất là hay xảy ra ở những người mà áp lực công việc nhiều, hay lo lắng, hay căng thẳng, hay mất ngủ. Thì tại sao như vậy? Thì lát nữa chúng ta sẽ bàn đến những cái vấn đề này. Cái yếu tố thuận lợi thứ hai là hay xảy ra ở những người mà nó có cái chế độ ăn hoặc là cái thực phẩm nó không phù hợp. Ví dụ như là những người mà hay là ăn chua, ăn cay, ăn chất béo nhiều thì cũng dễ bị trào ngược dạ dày thực quản. Thì đó là cái thực phẩm. Cái thứ hai là cái cách ăn. Chẳng hạn thì trào ngược dạ dày thực quản chúng ta hay gặp ở những người mà lúc thì ăn quá no luôn. Thì do công việc đôi khi áp lực á, lúc thì rảnh rỗi thì chúng ta ăn quá no, nhưng mà có lúc thì nhịn đói quá lâu, công việc nó cuốn hút quên ăn đi, nhịn đói quá lâu cũng là một cái nguy cơ mà tạo một cái thuận lợi để mà gây ra trào ngược dạ dày thực quản. Hoặc là một số trường hợp có cái thói quen ăn đêm, ăn khuya. Thì ở đây thì chúng ta cũng nhận thấy rằng có gần đây thành phố chúng ta cũng có rất là nhiều những cái quán ăn mà mở cửa rất là khuya. Thì đôi khi những cái công việc xong cuối ngày thì chúng ta ăn một chút cho nó
cảm nhận là cho nó đỡ đói hoặc là đi ngủ. Tuy nhiên thì đây là một cái thói quen không tốt cho cái tình trạng dạ dày và có thể dẫn đến tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Người ta khuyến cáo rằng thì để hạn chế cái tình trạng trào ngược dạ dày thực quản thì nên ăn cách cái giờ đi ngủ từ 3 đến 4 tiếng trở lên. Và sử như hôm nay thì 10 giờ tôi đi ngủ thì tôi nên ăn trước 6 giờ. Như vậy thì nó sẽ đỡ cái trào ngược dạ dày thực quản hơn. Một cái yếu tố thuận lợi nữa mà gây ra trào ngược dạ dày thực quản là những cái bệnh nhân, những cái người mà phải dùng một vài loại những cái thuốc mà có thể dẫn đến nguy cơ trào ngược, như là những cái thuốc kháng viêm, những cái thuốc đau khớp, những cái thuốc an thần, hoặc là một vài những cái thuốc tim mạch, huyết áp vân vân, thì cũng có thể gây ra trào ngược. Yếu tố thuận lợi gây trào ngược nữa là trên cơ địa, thì trào ngược dạ dày thực quản hay xảy ra những cái trên cơ địa béo phì nè, những trên cơ địa phụ nữ có thai, trên một số những cái người mà bị những cái bệnh mà nó làm tăng cái áp lực ổ bụng lên, như là những người bị bệnh gan, hoặc là những người phải gắng sức, những người phải làm những cái hoạt động gắng sức thì nó tăng cái áp lực lên, thì cũng là một trong những yếu tố thuận lợi đưa đến trào ngược dạ dày thực quản. Như vậy quay lại vấn đề thì trong cái dịch COVID-19 vừa rồi thì tại sao thì là cái tỷ lệ trào ngược dạ dày thực quản nó lại nhiều lên và nó lại tái phát lại ở những người đã điều trị ổn định rồi, thì đây là vấn đề liên quan đến vấn đề những cái lo lắng, những cái áp lực. Thì khi mà chúng ta lo lắng, chúng ta áp lực thì nó tạo thành một cái stress. Và một cái stress thì nó sẽ trong cơ thể chúng ta thì nó sẽ xảy ra những cái phản ứng để mà tăng tiết những cái hormone, những cái chất mà nó để đối phó với stress. Thì những cái chất này nó sẽ làm thay đổi những cái hoạt động của dạ dày, của thực quản. Thì nó sẽ làm tăng tiết nhiều axit hơn, nhiều pepsin hơn, nhiều axit mật hơn. Hoặc là nó làm rối loạn cái co bóp ở cái cơ vòng dưới thực quản. Hoặc là nó làm cho dạ dày nó chậm đào thải hơn, và tất cả những yếu tố đó thì làm cho cái trào ngược nó tăng lên. Thì chính vì vậy thì tại sao chúng ta nhận thấy rằng cái trào ngược dạ dày thực quản lại hay xảy ra ở những người hay lo lắng, hoặc ở những cái giai đoạn mà chúng ta áp lực nhiều, hoặc là những người mất ngủ vân vân. Thì đó là lý do tại sao trào ngược dạ dày thực quản lại xảy ra trên những cái cơ địa như vậy, và trong cái giai đoạn mà chúng ta phải đối phó với dịch bệnh COVID-19 thì cái tỷ lệ nó lại nhiều hơn và nó lại tái phát, cái tỷ số con số tái phát nó lại nhiều hơn nữa. Một câu hỏi được gửi đến cho bác sĩ là với những cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì có dễ chẩn đoán không, và có cần làm những cái xét nghiệm hoặc là cần nội soi không? Thì câu này thì lúc nãy thì mình cũng có một bàn sơ rồi. Thì cái chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản mà chẩn đoán là tiêu chuẩn, gọi là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản là chúng ta phải đo cái áp lực của cái độ pH của trong thực quản trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên thì thực tế thì ở thành phố chúng ta thì chưa có làm cái nghiệm pháp này, và thường thì bác sĩ sẽ chẩn đoán dựa vào triệu chứng của bệnh nhân, dựa vào thời gian bệnh nhân bị bệnh, dựa vào những cái triệu chứng đi kèm và dựa vào những cái test để mà bác sĩ khảo sát để mà có thể đưa ra một cái chẩn đoán, và trong một số trường hợp thì có thể là điều trị thử trong một số trường hợp. Và những cái thuốc điều trị thử thường là những cái thuốc ức chế axit, người ta gọi là BBI, để mà hạn chế bớt cái tình trạng tiết axit của dạ dày, và đây là một cái thuốc chính trong cái điều trị trào ngược. Ngoài ra thì bệnh nhân có thể phải cần làm những cái xét nghiệm gì hay không, phải cần nội soi hay không, như lúc nãy thì bác sĩ cũng có chia sẻ, thì trong một số trường hợp chúng ta những cái chẩn đoán chúng ta không rõ ràng và chúng ta cũng cần phải làm thêm một số những cái phương pháp khảo sát khác để mà chẩn đoán xác định, cũng như là để loại trừ những cái bệnh lý khác, thì chúng ta sẽ làm thêm một số những cái chẩn đoán, đặc biệt là trong nội soi. Thì thường những cái bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản chúng ta chỉ định nội soi khi chúng ta còn nghi ngờ đó thể là có những cái bệnh lý kèm theo khác, hoặc là cái việc điều trị của chúng ta không hiệu quả, hoặc chúng ta nghi ngờ trào ngược này có thể có những cái biến chứng. Như vậy thì nhắc đến biến chứng thì chúng ta sẽ ngay trong đầu chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi liền là như vậy trào ngược dạ dày thực quản như vậy nó sẽ khó chịu nè, nó gây ảnh hưởng đến cuộc sống, rồi nó gây những cái triệu chứng mà ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống con người. Nhưng đôi khi tôi cũng chấp nhận, tôi cũng cố gắng chịu đựng những cái chất lượng cuộc sống
không tốt lắm, nhưng mà nó không nguy hiểm thì thôi tôi cũng không quan tâm. Nhưng mà ông xã như vậy, ngoài cái chuyện mà ảnh hưởng đến chất lượng sống, ngoài cái chuyện những cái triệu chứng gây khó chịu mà gây ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến đời sống của người bệnh, thì trào ngược dạ dày thực quản vẫn có thể đưa đến một số những cái biến chứng, thậm chí biến chứng nguy hiểm. Những cái biến chứng của trào ngược dạ dày thực quản là gì? Thì thường trào ngược dạ dày thực quản, trong một số trào ngược dạ dày được thực quản đơn thuần thì bệnh nhân sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sống. Nhưng nếu cậu trào ngược dạ dày thực quản gây ra triệu chứng viêm thực quản trào ngược thì như vậy cái tình trạng viêm này nó sẽ diễn tiến lên và bệnh nhân sẽ có một biến chứng, một số những cái biến chứng ở thực quản như là hẹp thực quản, xuất huyết thực quản, hoặc là trong trường hợp nữa nặng nề nữa thì có thể là thủng thực quản. Nhưng đây là những cái biến chứng có thể xảy ra từ cái tiền đề là cái viêm thực quản. Và một câu hỏi được đặt ra rằng trào ngược dạ dày thực quản có thể gây ra ung thư thực quản hay không? Thì câu trả lời là có, mặc dù cái tỷ lệ này nó cũng không cao lắm, nhưng có. Thì tại sao cái trào ngược dạ dày thực quản lại gây ra ung thư? Thì trào ngược dạ dày thực quản nó sẽ có một cái biến chứng là gọi là thực quản Barrett. Chắc là đâu đó thì các quý vị thì cũng có nghe đến cái từ thực quản Barrett. Và khi mà cái thực quản được chẩn đoán là thực quản Barrett thì có bao nhiêu nguy cơ dẫn đến ung thư thực quản? Thì một bệnh nhân mà trào ngược dạ dày thực quản có cái biến chứng thực quản Barrett mà không có, khi mà cái tổn thương giải phẫu bệnh á, thì không ghi nhận được những cái chuyển sản, nghịch sản, loạn sản, thì cái tỷ lệ ung thư trên cái thực quản Barrett thì chiếm tỷ lệ khoảng 0,5%. Tuy nhiên, nếu trào ngược dạ dày thực quản có biến chứng thực quản Barrett và tổn thương nghi ngờ là có tình trạng nghịch sản, có tình trạng loạn sản, thì cái nguy cơ ung thư nó lên đến 10%, thậm chí một số trường hợp nó lên đến 40%. Chính vì vậy thì trào ngược dạ dày thực quản vẫn là một bệnh lý nguy hiểm, cần được điều trị một cách hiệu quả và cần phải theo dõi để mà loại trừ những cái biến chứng nguy hiểm. Một câu hỏi được gửi đến bác sĩ là bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì không điều trị thì có thể dẫn đến ung thư thực quản hay không? Thì câu này thì bác sĩ vừa mới trả lời rồi. Thì cái tỷ lệ ung thư của trào ngược dạ dày thực quản thì nó dẫn đến từ cái biến chứng là thực quản Barrett. Và nếu như mà thực quản Barrett mà không có cái triệu chứng, không có những cái tổn thương nghịch sản thì có tỷ lệ nó còn 0,5%. Nhưng nếu có tổn thương nghịch sản, loạn sản thì tỷ lệ nó lên đến 10, thậm chí có thể 40%. Hồi nãy giờ thì chúng ta quan tâm đến cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản là gì, nó triệu chứng như thế nào, nó ảnh hưởng đến con người chúng ta như thế nào và nó có những cái biến chứng, thậm chí những biến chứng nguy hiểm gì thì chúng ta đã bàn qua. Và chắc chắn rằng thì sau cái này thì câu hỏi tất cả chúng ta bạn đọc ở đây đều quan tâm thì điều trị trào ngược dạ dày thực quản như thế nào. Thì có một câu hỏi gửi đến là nói về thuốc điều trị trào ngược dạ dày thực quản thì các nhà nghiên cứu luôn cải tiến để đưa ra những cái thuốc tốt, thì như vậy thì hiện nay thì những cái thuốc nào để dùng để trào ngược dạ dày thực quản và những cái ưu nhược điểm của những thuốc này là gì? Thì nói để mà điều trị một cái trào ngược dạ dày thực quản thì chúng ta phải lưu ý. Hồi nãy giờ chúng ta có lướt qua cái cơ chế, lướt qua những yếu tố thuận lợi. Do đó thì dựa trên những cái cơ chế bệnh học, dựa lên những cái yếu tố thuận lợi thì chúng ta có cái phác đồ điều trị trào ngược dạ dày thực quản. Thì thứ nhất, đạo trưởng nguyên tắc điều trị trào ngược dạ dày thực quản. Thứ nhất là chúng ta phải loại bỏ các yếu tố thuận lợi, các nguy cơ gây trào ngược dạ dày thực quản. Thì tại sao? Thì những cái này thì nó dẫn đến thì trào ngược dạ dày thực quản thì chúng ta loại bỏ nó đi, thì không có cái nguyên nhân nữa thì cái trào ngược dạ dày thực quản có thể nó sẽ tự hồi phục hoặc là điều trị nó dễ dàng hơn. Thì những yếu tố thuận lợi là gì? Nếu như mà chúng ta có thói quen ăn quá cay, ăn quá chua, hoặc chúng ta có thói quen dùng những cái chất kích thích nhiều quá thì chắc phải chúng ta phải kiểm soát lại. Thì gần đây thì tôi thấy là cũng có rất nhiều những cái thói quen như là những cái quán mì cay nhiều cấp độ á, thì những cái đó thì cũng là, nếu mà chúng ta cứ đôi khi á, chuyện ăn cay nó cũng có những cái thú vị và cũng có những cái lợi của cái việc ăn cay ăn chua. Tuy nhiên thì
phải có sự kiểm soát. Nếu chúng ta ăn quá nhiều hoặc là chúng ta có một cái sự ganh thanh đua với nhau để mà ăn nhiều cay nhiều chua để là đạt được một cái chiến tích nào đó, thì đôi khi bản thân chúng ta, cơ thể chúng ta phải chịu những cái hậu quả gây ra. Cho nên chúng ta phải lưu ý những cái vấn đề đó, đặc biệt là một số những cái nữa như là thuốc lá hoặc là rượu, cà phê, là cũng là những cái chất mà kích thích, cũng là những cái chất mà những cái yếu tố thuận lợi gây ra trào ngược, thì chúng ta phải loại bỏ những cái yếu tố thuận lợi này. Cái thứ hai nữa là trào ngược dạ dày thực quản thì liên quan đến lối sống. Chính vì vậy thì chúng ta phải thay đổi lối sống. Dĩ nhiên thì nói đến đây thì chắc là bác sĩ nghĩ là cũng có nhiều người cũng là hơi băn khoăn. Việc thay đổi lối sống nói thì dễ nhưng mà làm thì cũng không phải dễ. Giống như vừa rồi nói là bỏ thuốc lá cũng không phải dễ, nhưng mà chúng ta nếu chúng ta cương quyết thì chúng ta cũng có thể giảm dần rồi chúng ta có thể bỏ. Còn cái lối sống là sao? Thì như lúc nãy mình nói thì nó liên quan đến cái cách ăn và cái thực phẩm ăn. Thì cái thực phẩm ăn chúng ta nói rồi, chúng ta hạn chế bớt những cái chất mà có thể có nguy cơ gây trào ngược để mà chúng ta giảm dần và chúng ta ăn một cách có kiểm soát. Cái thứ hai nữa là cái cách ăn thì chúng ta thì không nên ăn quá no, cũng không nên mà nhịn đói quá lâu. Thì cái này thì đôi khi hồi nãy nói rồi, bây giờ nhắc lại nữa, thì đôi khi bây giờ cái công việc nó nhiều áp lực, rồi mọi người đều có những cái công việc và đều có những cái lo toan trong cuộc sống, do đó thì cũng có thể làm cho chúng ta quên đi cái chăm sóc bản thân. Chính vì vậy mà có thể mà dẫn đến cái tình trạng là chúng ta có mà những cái thói quen ăn uống nó không có phù hợp cho cái tình trạng và dạ dày thực quản và dẫn đến bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Đặc biệt là một cái điều lưu ý là chúng ta đừng có ăn xong chúng ta đi ngủ liền, và cái giờ ăn, cách giờ đi ngủ cũng phải từ 3 đến 4 tiếng. Và trong một số trường hợp thì trào ngược dạ dày, để mà khắc phục cái tình trạng trào ngược thì có thể là chúng ta nâng nằm ngủ thì chúng ta nâng cái đầu cao lên để cho mà hạn chế bớt cái trào ngược xảy ra. Như là ở trẻ em thì cũng có những cái trường hợp, như ở trẻ em thì các ông bà ta thì sau khi trẻ bú xong rồi thường hay nâng trẻ lên cho trẻ ở một cái, thì đó là cũng là những cái biện pháp để mà hạn chế bớt cái tình trạng trào ngược. Và sau khi chúng ta đã dùng những cái biện pháp thay đổi về lối sống, đã hạn chế bớt những cái yếu tố thuận lợi gây ra trào ngược, thì vấn đề kế tiếp là chúng ta phải sử dụng thuốc để mà xử lý cái trào ngược. Thì cái thuốc để điều trị trào ngược thì chúng ta có cái thuốc chính là những thuốc mà chúng ta biết rằng cái trào ngược nó có gây ra bệnh lý hay không, thì do cái tình trạng những cái dịch ở cái dạ dày nó trào lên trên thực quản và nó gây tổn thương thực quản. Và cái tổn thương mà nhiều nhất, mà gặp nhiều trong cái trào ngược, là do cái nồng độ axit của dạ dày nó không phù hợp với niêm mạc thực quản, vì vậy nó gây ra những cái tổn thương ở thực quản. Vì vậy cái thuốc mà chủ lực trong điều trị trào ngược dạ dày thực quản phải là những cái thuốc ức chế cái sự tiết axit của dạ dày. Thì các thuốc ức chế tiết axit của dạ dày thì có nhiều loại, những cái thuốc như là thuốc trung hòa axit, những cái thuốc là làm giảm tiết axit, hoặc là những thuốc ức chế sự tiết axit. Và ngày nay cái một thuốc mà được điều trị, mỗi ngày nay một cái loại thuốc mà được được chọn lựa trong cái điều trị trào ngược dạ dày thực quản là người ta gọi là những cái thuốc ức chế bơm proton hoặc là BBI, là những cái thuốc chủ lực trong cái điều trị trào ngược dạ dày thực quản. Và đôi khi như lúc đầu bác sĩ nói, và cái BBI cũng được sử dụng vừa trong một số trường hợp chúng ta còn nghi ngờ chẩn đoán, thì BBI cũng được sử dụng để mà làm một cái test vừa chẩn đoán mà vừa điều trị trào ngược dạ dày thực quản. Thì như vậy thì BBI được sử dụng như thế nào? Thì cái thời gian sử dụng của một cái thuốc điều trị trào ngược dạ dày thực quản thường là trong thời gian từ 4 đến 8 tuần. Chứ nếu chúng ta đôi khi điều trị có thể là 1 tuần 10 ngày thì nó khỏi, nhưng mà cái chuyện tái phát lại rất là nhanh. Và cái thứ hai, một chúng ta lưu ý những cái thuốc ức chế tiết axit như là BBI vân vân thì có tình trạng là feedback ngược lại. Nếu mà chúng ta sử dụng một thời gian dài mà chúng ta ngưng đột ngột thì nó cũng có thể gây ra tình trạng tăng tiết axit bộc phát lên và bệnh nó trở lại rất là nhanh. Do đó cũng lưu ý, thứ nhất là chúng ta lưu ý cái thời gian điều trị thì phải từ 4 đến 8 tuần. Thứ hai là chúng ta, nếu mà chúng ta sử dụng một cái thời gian dài thì chúng ta khi mà giảm liều chúng ta phải giảm từ từ, chứ không có chúng ta đang điều trị xong chúng ta ngưng đột ngột thì cũng có thể gây ra tình trạng mà nó bị tái phát nhanh là như vậy.
Thì có một cái câu hỏi là sẽ hỏi là như vậy thì các loại thuốc PPI có giống nhau trong cái điều trị trào ngược dạ dày thực quản hay không? Thuốc nào cũng được hay là mỗi thuốc nó có một cái ưu và nhược điểm khác nhau? Thì thật ra thì trên thị trường thì có rất nhiều là sản phẩm PPI. Tuy nhiên thì cái sự chọn lựa PPI thì bác sĩ sẽ lựa chọn dựa vào thứ nhất là hiệu quả ức chế axit của thuốc. Thứ hai là cái thời gian ức chế axit của thuốc. Thứ ba nữa thì là cái tương tác của thuốc với lại những cái thuốc khác. Bởi vì chúng ta biết rằng ngày nay thì chúng ta không chỉ các bệnh là trào ngược không, mà chúng ta còn nhiều bệnh lý khác nhau như là huyết áp, như là đái tháo đường hoặc là những cái bệnh lý khác. Mà nếu như mà thuốc sử dụng nó tương tác với nhau thì đôi khi hoặc là nó tăng độc tính hoặc là nó làm mất tác dụng. Và thứ tư là cái sử dụng nó thuận lợi một chút, chứ đôi khi những cái thuốc mà sử dụng khó khăn một ngày có thể sử dụng 4 5 lần, hoặc là sử dụng có nó liên quan đến bữa ăn, hoặc là sử dụng có nhiều cách nó gây khó khăn thì đôi khi hay quên và bệnh nhân sẽ không tuân thủ. Mà tuân thủ điều trị là một trong những cái góp phần làm cho thành công hay là thất bại của cái điều trị trào ngược dạ dày thực quản. Thì trong những cái loại PPI mà điều trị trào ngược dạ dày thực quản thì theo những cái nghiên cứu thì người ta nhận thấy rằng á, thì trong đó thì có Rabeprazole. Rabeprazole là một cái thuốc mà tương đối là nó ức chế tiết axit khá nhanh, và như vậy thì bệnh nhân triệu chứng cũng giảm được khá nhanh và nó duy trì được cái nồng độ axit, duy trì được cái nồng độ pH kéo dài. Vì vậy thì triệu chứng bệnh nhân giảm nhanh và bệnh nhân sẽ kéo dài cái thời gian và đỡ tái phát lại hơn. Và đồng thời như nãy bác sĩ nói á, thì nó cũng liên quan đến cái vấn đề là tương tác thuốc. Thì một cái thuốc mà nó có thể tương tác với nhiều những cái thuốc khác thì nó sẽ dẫn đến cái nhiều nguy cơ là tăng độc tính hoặc là giảm tác dụng. Thì một trong khi mà sử dụng PPI thì các là nhiều bệnh nhân cũng có những cái câu hỏi rằng thường những cái thuốc PPI nó sẽ nó chuyển hóa qua một cái men, và cái men này á, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng độc tính nó tăng lên hoặc là nó làm mất tác dụng của những cái thuốc. Thì một trong những cái đó thì nó làm ảnh hưởng đến cái phác đồ điều trị của chúng ta, thì chúng ta có thể lựa chọn những cái PPI mà nó ít chuyển hóa qua cái men mà người ta gọi là men CYP 2C19 á, là nó ít chuyển hóa qua cái men này, hoặc là nó có một cái con đường khác thì nó sẽ giảm được cái thất bại của cái điều trị. Thì một trong những cái PPI mà nó có con đường khác mà hạn chế bớt cái sự chuyển hóa qua CYP 2C19 thì trong đó có cái rabeprazole hoặc bantoprazole vân vân. Một cái nữa là sử dụng PPI thì chúng ta biết rằng khi mà PPI sử dụng thì cần có sự axit của dạ dày. Thì chính vì vậy khi mà chúng ta sử dụng thì người ta khuyến cáo sử dụng là 30 phút trước bữa ăn, nhưng mà trong một số trường hợp thì đôi khi bệnh nhân là quên đi, bệnh nhân quên, rồi bệnh nhân ăn xong rồi tới lúc ăn xong thì mới nhớ thì như thế nào. Thì trong đó thì chúng ta có thể lựa chọn những PPI mà nó bị ít bị ảnh hưởng bởi bữa ăn, như là deslandazone hoặc rabeprazole vân vân. Thì đó là những cái cách lựa chọn, và tùy thuộc vào từng bệnh nhân, tùy thuộc vào cái chuyển hóa của bệnh nhân thì bác sĩ sẽ lựa chọn những cái thuốc nào cho phù hợp nhất. Một cái câu hỏi được đặt ra là phẫu thuật điều trị bệnh trào ngược dạ dày thực quản là phương pháp mà nhiều bệnh nhân nghĩ đến với mong muốn là chấm dứt căn bệnh dai dẳng này. Thì phẫu thuật cũng là dễ thực hiện, nhưng mà tại sao thì đa phần bác sĩ là không khuyên bệnh nhân phẫu thuật? Thì cái câu này thì chắc là cũng là băn khoăn của rất là nhiều người, và bác sĩ cũng thường xuyên gặp những cái bệnh nhân cứ nói: "Ôi bác sĩ ơi, mổ cho em đi, em bệnh từ năm này qua năm khác em nản lắm rồi, nó cứ đi theo em và nó làm cho em không có làm việc gì được." Nhưng mà bác sĩ thì vẫn khuyến cáo thì thôi cứ bình tĩnh, cứ điều trị theo phác đồ, rồi cứ theo dõi và có những cái nguyên tắc điều trị như vậy, rồi từ 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 từ. Thì tại sao lại bác sĩ lại khuyến cáo như vậy? Thật ra thì nãy giờ mình nói rồi, cái trào ngược dạ dày thực quản nó liên quan đến nhiều cơ chế khác nhau. Một trong những cái cơ chế là cái cơ vòng dưới thực quản, hoặc là cái áp lực những cái hoạt động của thực quản, cũng như là cái áp lực của dạ dày, cũng như là sự làm trống của dạ dày. Thì ở những cái yếu tố này thì một cái yếu tố quan trọng là cái cơ vòng dưới thực quản.
thì chúng ta có thể can thiệp được phẫu thuật. Tuy nhiên nó còn nhiều yếu tố phụ thuộc nữa. Nếu mà cái vận động của thực quản nó kém hoặc là sự lành trống dạ dày kém thì nó cũng sau khi phẫu thuật thì chúng ta cũng mà cũng có thể là chúng ta không có triệt để hết mà chúng ta cũng cũng còn bị khó chịu. Đó là còn chưa nói đến chuyện là nó còn những cái yếu tố thuận lợi. Ví dụ như ở trên những cái cơ địa béo phì hoặc là những cái người phải sử dụng thường xuyên những cái thuốc mà ảnh hưởng đến cái làm cái yếu tố thuận lợi gây trào ngược, hoặc là những cái người mà do cái thói quen hay cái cách sống thì nó dễ làm trào ngược, thì mặc dù chúng ta phẫu thuật xong thì chúng ta vẫn có thể nguy cơ bị lại. Chính vì vậy phẫu thuật để mà điều trị trào ngược dạ dày thực quản được chỉ định trong một số trường hợp nào? Cái thứ nhất là phẫu thuật được chỉ định khi mà bệnh nhân có các biến chứng của trào ngược dạ dày thực quản thì lúc này chúng ta chỉ định phẫu thuật. Thứ hai là những trường hợp mà bệnh nhân điều trị trào ngược dạ dày thực quản không thành công, thất bại khá nhiều và ảnh hưởng đến cuộc sống bệnh nhân nhiều thì bệnh nhân có thể chỉ định phẫu thuật. Và một số những cái trường hợp hoặc là nó tổn thương ở cái cơ vòng dưới thực quản, hoặc là một số trường hợp có những bệnh lý đi kèm. Còn đa phần thì bác sĩ vẫn khuyến cáo bệnh nhân nên điều trị nội khoa trước khi mà chúng ta quyết định phẫu thuật. Bởi vì cái điều trị nội khoa nó liên quan, nó có thể nếu như mà chúng ta tuân thủ điều trị, tuân thủ về thời gian, tuân thủ về thuốc thì chúng ta vẫn có thể tạm, nói chung là ổn định với những cái thuốc điều trị trào ngược dạ dày thực quản. Thì có một cái câu hỏi nữa là như vậy thì để mà bệnh trào ngược dạ dày thực quản mà không có bị dai dẳng, không có bị tái phát thì chúng ta cần phải làm gì? Thì câu này đúng là một cái câu cũng là khó khăn đây. Thì thứ nhất á, là trào ngược dạ dày thực quản thì như cái tiêu đề lúc đầu mình nói rồi, cái trào ngược dạ dày thực quản là dễ tái phát, điều trị thì lâu dài, dễ tái phát và cũng nhanh, dễ bị lại. Thì như vậy thì chúng ta làm sao để mà cái điều trị một cách hiệu quả nhất? Thứ nhất là vấn đề đầu tiên là chúng ta phải được chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản một cách bài bản. Trào ngược dạ dày thực quản này là trào ngược dạ dày thực quản đúng chưa? Hay là biểu hiện ở thực quản, hay là biểu hiện ở hạ hồng thanh quản, triệu chứng là tại thực quản hay triệu chứng ngoài thực quản. Thứ hai nữa là đã có các biến chứng gì chưa? Câu hỏi đặt ra là bác sĩ phải trả lời được hai câu hỏi này. Sau khi đã trả lời về vấn đề chẩn đoán thì bác sĩ sẽ đi tiếp qua bước thứ hai là cái trào ngược dạ dày thực quản này nó có những yếu tố thuận lợi gì? Thì chắc chắn rằng mỗi bệnh nhân sẽ có một yếu tố thuận lợi khác nhau và những cái yếu tố thuận lợi này phải được can thiệp như thế nào để mà hạn chế bớt những cái nguy cơ mà làm cho trào ngược dạ dày thực quản nó nặng hơn. Cái câu hỏi thứ ba phải trả lời là những cái trào ngược dạ dày thực quản này nó có liên quan đến một số những cái yếu tố liên quan đến cách sống của mình hay không, để mình cải thiện, mình thay đổi cái lối sống, hoặc là mình có thể trong một cái chừng mực nào đó có thể hạn chế bớt những cái tổn thương do những cái cách sống hoặc là do những cái một số những cái yếu tố mà trong cái hoạt động thường ngày của mình gây ra. Và cái thứ tư nữa đến vấn đề điều trị. Vấn đề điều trị thì chúng ta phải điều trị đảm bảo thời gian là từ 4 đến 8 tuần chứ chúng ta. Và cái thứ hai, chúng ta là trong một số trường hợp phải tuân theo chỉ định của bác sĩ và hạn chế bớt những cái và chúng ta đôi khi chúng ta thấy điều trị đã đỡ rồi chúng ta ngưng và chúng ta sợ nếu mà uống thuốc kéo dài như vậy thì có một số những cái tác dụng phụ hoặc những tác dụng không mong muốn để chúng ta ngưng và không theo chỉ định của bác sĩ, đôi khi cái tình trạng tái lại nó cũng nhanh. Và cái thứ ba là cái sự lựa chọn thuốc điều trị thì theo hướng dẫn của bác sĩ, để bác sĩ tùy thuộc vào từng bệnh nhân để lựa chọn những cái thuốc nào hiệu quả nhất và ít ảnh hưởng đến tổng trạng bệnh nhân nhất. Như lúc nãy bác sĩ nói rồi đó, những cái thuốc mà bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân có bệnh lý tim mạch nè, mà đặc biệt là những bệnh nhân có sử dụng những cái thuốc ví dụ như clopidogrel là những cái thuốc có tương tác với PPI thì bác sĩ sẽ lựa chọn những cái thuốc ít chuyển hóa cùng một cái con đường để mà ít gây ra tương tác với những cái thuốc tim mạch, ví dụ như là pantoprazole, rabeprazole vân vân. Và cái thứ tư nữa là chúng tôi và cái một cái câu rằng á thì chúng ta cái trào ngược dạ dày thực quản tiếng Anh á thì hay viết là GERD, là chữ G, chữ E,
chữ R, chữ D thì chúng ta nhớ hai chữ cuối cùng R và phải relax. Đừng có để căng thẳng quá. Nếu mà công việc áp lực nhiều quá, đôi khi chúng ta phải tự tự là làm cho chúng ta thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn thì nó sẽ giảm bớt trào ngược. Cái thứ hai là chữ D thì theo tiếng Anh là do, ha, là chúng ta phải làm, mà làm cái gì chúng ta thích. Dĩ nhiên trong cái khuôn khổ pháp luật, trong cái khuôn khổ của hoạt động làm việc của chúng ta, nhưng chúng ta cứ đừng có áp lực cho bản thân mình. Chúng ta cứ làm một cách thoải mái và chúng ta sống một cách nhẹ nhàng thì đôi khi cái trào ngược dạ dày thực quản nó ít hơn, nó dễ chịu hơn và có thể sống chung mà không bị ảnh hưởng nhiều, cũng như là không bị những cái biến chứng nặng nề của trào ngược dạ dày thực quản. Thì vừa rồi á, thì là những cái câu hỏi mà liên quan đến cái những cái chính của cái trào ngược dạ dày thực quản mà bác sĩ đã tổng hợp từ những cái một số những cái câu hỏi của bạn đọc cũng như là một số những cái câu hỏi trên trang web. Thì trong cái thời lượng ngày hôm nay thì có sự chia sẻ cùng nhau, thì tôi cũng muốn thì bác sĩ cũng muốn là một số những cái độc giả có thể gửi những cái câu hỏi trực tiếp để mà chúng ta có thể cùng chia sẻ với nhau trong cái buổi ngày hôm nay. Thì ở đây thì bác sĩ cũng rất là thấy cũng còn rất là nhiều những câu hỏi của các bạn đọc. Tuy nhiên thì thời lượng chương trình đến đây thì cũng đã khép lại, để cho chúng ta còn nhiều công việc trong cuộc sống mà chúng ta cũng phải thực hiện nữa. Thì thứ nhất là bác sĩ sẽ trả lời những cái câu hỏi này qua web, qua một mail và qua một số những cái để cho gửi đến cho bạn đọc. Đồng thời thì chúng ta sẽ có một cái dịp gặp nhau nữa để chúng ta cùng trao đổi nữa về cái vấn đề mà chắc chắn rằng cũng rất là nhiều bạn đọc quan tâm ngày hôm nay. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.